Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay mình cũng muốn tận dụng cơm nguội ở nhà có sẵn nè, để chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sợ phở tại nhà mà không cần dùng khuôn ép hay máy ép gì hết. Và cách làm cái sợ phở bằng cơm nguội này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Sợ phở sau khi mình làm xong thì rất là đều, mềm dai và cực kỳ trong. Cả nhà xem clip thấy thích cách làm cái sợ phở bằng cơm nguội của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh và để cho mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và bây giờ xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cái sợi phở bằng cơm nguội mà không cần dùng máy ép hay khuôn ép nha. Và để làm ra sợi phở được mềm dai và ngon hơn á, thì đây mình có chuẩn bị là 100g cơm nguội. Thì cơm nguội ở đây mình sẽ sử dụng là cơm nguội gạo khô nha cả nhà. Vì mình thấy cơm nguội gạo khô á, làm ra cái sợi phở rất là mềm mại và rất là ngon luôn. Và mình có thêm là 160ml nước nóng, thì nước nóng này khoảng tầm 70 độ. Và 100g bột gạo mịn nè. Và ở đây thì mình có thêm là 100g bột năng để cho cái sợi phở của mình nó có độ dai. Và mình có thêm là 50g bột bắp, 2 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng cà phê muối để cho cái sợi phở của mình nó có vị đậm đà hơn. Nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Thì đầu tiên mình sẽ xay cái phần cơm nguội này ra cho nó thật là nhuyễn mịn nha. Mình sẽ cho hết 100g cơm nguội này vào trong cối sấy sinh tố. Rồi sau đó mình sẽ cho hết vào là 160ml nước nóng vào để mình xay chung luôn. Cơm nguội sau khi mình xay khoảng được 6 phút á, thì bây giờ nó cũng đã rất là nhuyễn mịn luôn nè cả nhà. Rồi thì mình sẽ cho ra ngoài cái chảo. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp mình sên với cái lửa thật là nhỏ luôn, giống như là mình đang lấy trụng bột vậy đó. Thì cái công đoạn này nó sẽ làm cho cái sợi phở sau khi làm xong á, nó sẽ có độ mềm dai và rất là trong. Mình dùng cái giá mình khuấy cơm nguội như vậy nè cả nhà. Mình khuấy đến khi nào mình thấy cơm nguội nó đã nóng lên rồi á, thì lúc đó mình sẽ tắt bếp nha. Cơm nguội sau khi mình cho ra một cái thau xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho tiếp là 100g bột gạo mịn. Mình cho từ từ vào như vậy nè, sau đó mình sẽ trộn đều lên. Và để cho cái sợi phở của mình nó có độ dai trong và ngon hơn, thì mình sẽ cho thêm vào là 100g bột năng và thêm 50g bột bắp nữa. Bột bắp thì nó sẽ làm cho cái sợi phở mình nó có độ dai và trong. Nếu mà cả nhà không có bột bắp thì mình có thể sử dụng luôn là 150g bột năng. Còn có nhà không muốn cái độ dai nhiều thì mình có thể sử dụng khoảng 100g bột năng thôi. Và mình sẽ cho thêm vào là 1 muỗng cà phê muối để cho cái sợi phở của mình nó có cái vị đậm đà hơn. Và 2 muỗng canh dầu ăn. Và ở đây thì mình có thêm nửa trái chanh nè. Mình dắt chanh vào trong bột như vậy nè, thì cái sợi phở của mình nó sẽ không bị hôi bột. Trong lúc mà mình nhồi bột á, mình cảm thấy cái bột nó còn hơi khô á, thì cả nhà có thể cho thêm một chút xíu nước nóng vào để mình nhồi bột cho nó dễ, thì cái bột của mình nó sẽ mịn hơn. Còn nếu mà cái bột mà nó bị nhão á, thì cả nhà có thể cho thêm bột gạo hay là bột năng. Nếu mà cả nhà muốn cái sợi phở mình nó có độ dai ngon hơn thì mình thêm bột năng. Còn nếu mà không muốn có độ dai nhiều thì mình có thể cho thêm bột gạo nha. Thì bột thì mình cũng đã trộn xong rồi, thì tay mình cũng đã vệ sinh sạch sẽ nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột để cho cái khối bột này nó mịn mà. Rồi sau đó mình sẽ cán bột ra nha cả nhà. Sau khi mình nhồi khoảng được 10 phút thì bây giờ bột nó sẽ không còn dính tay nữa nè. Cục bột nó rất là mềm mại và mịn màng luôn. Cả nhà xem là cái bột nó rất là ngon luôn á.
Và bây giờ mình sẽ kéo ra cho cả nhà xem cái độ mềm dẻo của bột nè. Bột như vậy là bắt đầu mình đã cán được rồi đó. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái tấm thớt nè, để chút nữa mình sẽ cán bột. Và trước khi mình cán bột thì mình sẽ cho một ít bột gạo lên cái tấm thớt này, để cho cái bột của mình nó sẽ không bị dính nha. Và mình sẽ dùng dao mình cắt ra bột ra thành 4 phần, để chút nữa mình cán bột cho nó dễ hơn. Bột mình cắt nó rất là mềm mại luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một phần ra mình cán trước. Còn 3 phần bột còn lại thì mình sẽ cho vào trong cái tô, rồi mình để kín lại, để cho cái bột nó sẽ không có bị khô như cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái cây cán bột á, mình cán cho cái bột là nó mỏng ra. Mình cán bột càng mỏng thì cái sợi phở của mình sau khi làm ra nó càng ngon nha cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sợi phở tại nhà mà không cần dùng khuôn ép hay là máy ép gì hết. Sợi phở cũng rất là mỏng. Hey, cả nhà xem nè, mình cán cực kỳ mỏng luôn. Bột sau khi mình cán ra xong thì bây giờ nó rất là mềm mịn và rất là mỏng luôn nè. Thì mình sẽ cho một ít bột gạo lên cái bề mặt của bột, để chút nữa mình cắt ra thì cái bột nó sẽ không bị dính nhau nha cả nhà. Mình cắt từng sợi ra như vậy nè, rất là dễ dàng luôn. Đây cả nhà xem nè, cái sợi phở rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt tiếp. Mình dùng dao mình gọc từ trên mình gọc xuống như vậy nè, thì cái sợi phở của mình nó sẽ đều hơn. Cả nhà mình lưu ý nha, mình đừng có gập cái bột lại để mình cắt. Nếu mình gập bột là mình cắt á, thì nó sẽ có một cái tì, thì cái sợi phở của mình nó sẽ dễ bị đứt lắm. Mình cứ kéo con dao từ trên mình kéo xuống như vậy nè, nó rất là nhanh luôn chứ không có lâu đâu. Nhưng mà sợi phở làm ra cực kỳ đẹp nữa. Lúc này đang vào đợt giãn cách xã hội, và mình cũng biết là cả nhà cũng rất là khó đi chợ nữa. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sợi phở tươi tại nhà mà không cần dùng khuôn ép hay máy ép gì hết. Mình chỉ cần bỏ ra một chút xíu thời gian thôi, và tận dụng cơm nguội ở nhà có sẵn, thì mình đã có phở tươi cho gia đình mình ăn rồi nè. Cách làm thì cũng rất là đơn giản và dễ làm, làm thì cũng rất là nhanh nữa. Mình cứ cán bột càng mỏng thì cái sợi phở của mình nó càng ngon nha cả nhà. Sợi phở tươi thì mình cũng đã làm xong rồi nè cả nhà. Sợi phở rất là đều và cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luộc cái sợi phở này lên cho nó chín nha. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái nồi nước cũng đã bắt đầu sôi rồi nè. Và để cho cái sợi phở của mình nó được trắng hơn á, thì mình sẽ cho vào là một ly uống trà giấm ăn. Nếu mà cả nhà không có giấm thì mình có thể cho thêm vào nửa trái chanh cũng được. Kế tiếp là mình cho thêm một muỗng canh dầu ăn.
để chút nữa cái sợi phở của mình nó sẽ không bị dính. Nước ở trong nồi thì bây giờ nó cũng đã sôi lên rồi nè. Và mình sẽ cho những cái sợi phở này vào để mình luộc nha. Mình cứ cho từ từ vào như vậy nè. Mình đừng có lấy một lần nhiều quá, nếu mình lấy nhiều quá thì nó sẽ dễ bị gãy lắm. Sợi phở mà nó nổi lên mặt như vậy thì đã chín rồi nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ dùng đũa mình gấp lên cho cả nhà xem cái độ mềm dai và trong của sợi phở nè. À, rất là ngon luôn á, không thua gì ở ngoài chợ bán đâu nha. Sợi phở thì bây giờ nó đã chín và trong lại rồi nè. Và mình sẽ vớt cái sợi phở này ra rồi mình sẽ cho qua bên thau nước lạnh nha. Sợi phở sau khi mình vớt ra cái thau nước xong á, sau đó mình sẽ rửa lại khoảng tầm 2 đến 3 lần nước lọc nữa để cho cái sợi phở nó không còn nhựa và sợi phở nó sẽ được trong hơn. Sợi phở sau khi mình rửa qua 2 lần nước lọc rồi á thì bây giờ cái sợi phở nó rất là trong. Đây cả nhà xem nè, sợi phở nó rất là mỏng, mềm dai và cực kỳ trắng nữa. Mình làm sợi phở tươi tại nhà thì không có sử dụng hóa chất gì hết. Cho nên sau khi mình làm xong á thì mình sẽ dùng liền thì sợi phở tươi nó còn cái độ mềm dai và trong. Nó sẽ ngon hơn. Chứ nếu mà mình để cái sợi phở tươi qua đêm á thì cái sợi phở nó sẽ bị đục lại và độ dai nó sẽ bớt đi. Và nó sẽ không còn ngon nữa nha cả nhà. Thì cả nhà xem nè, cái sợi phở nó cực kỳ mỏng và rất là trong luôn. Nó không thua gì ở ngoài chợ bán đâu nha. Cách làm cái sợi phở này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Sợi phở sau khi mà mình rửa qua nước lọc xong á thì mình sẽ cho qua ngoài cái rổ có cái lỗ thưa như vậy nè, để cho cái sợi phở nó ráo nước nha. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sợi phở tươi tại nhà bằng cơm nguội mà không cần dùng khuôn ép hay máy ép gì hết. Và sợi phở sau khi làm xong thì rất là đều, mềm dai và cực kỳ trong. Và cách làm thì nó cũng rất là đơn giản và dễ làm, và làm nó cũng rất là nhanh nữa. Cả nhà xem clip thấy thích cách làm cái sợi phở tươi của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới. Và bây giờ mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi, xin chào cả nhà.